Em test chống va đập của cái đèn 1m2 ha, LED 1m2 được sản xuất tại Pháp ha. Đó, em thả tới thả lui cho nó thoải mái luôn. Nó mạnh lên đứt rồi, ok. Đó, rồi lật chiều kia nó em test cho mấy anh chị xem về cái độ chống va đập của cái đèn này coi cho nó coi như nó khủng khiếp không. Đó, đây. Rồi bây giờ mình kiểm chứng coi nó có bị bể hay bị gì không nha. Đó, coi nó chỉ bị chày thôi nha mấy anh chị nha. Nó bị chày thôi, nó không bể không gì hết. Rồi ok, rồi bay lên đứng lên rồi đạp vài cái cho mấy anh em coi. Đó. Ok, nó đi qua đi lại luôn. Đó, coi có fail không, có bể không. Đó. Mấy anh chị thấy không? Khủng khiếp chưa? Đó, rồi lật cái nữa đó. Lật qua chiều kia nè, đó, vô góc cạnh nữa coi. Rồi thả. Ok. Rồi thả đó thì không xi nhê, thả cái nữa ngoài nữa coi. Đó. Thì cái đèn này nó là được sản xuất tại Pháp mấy anh chị nha, ha, của ngành dầu khí nha, ha, nó chống va đập, chống mưa, chống nước luôn ha, thì nó là IP66 rất là khủng khiếp ha. Đó thì giá của nó em đang bán là 1.700.000 một cây. Rồi thả xuống cái nữa cho nó đập cái đùng cái nữa đó, cho nó đã. Đó mấy anh chị thấy không, nó chỉ bung cái ốp bên trong thôi chứ thực ra là cái này là không bể gì hết nha. Nó để em lật kiểm tra ngoại quan xem. Đó mấy anh chị thấy không, không bể nha, không bể gì hết. Đó, ghê chưa, đó, một cái đèn khủng khiếp. Rồi giá của nó là 1.700.000 một cây nha, mới 100% luôn. Còn cái này em để em xài luôn chứ đâu có bán cho mấy anh em được đó. Anh em nào lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ rồi ghi ship cho anh cái đèn LED 1m2 sản xuất Pháp hay gì đó. Nó là điện 220 auto luôn, từ 120V cho tới 220V luôn nha mấy anh chị nha. 36W, nó có hai bóng hả mấy anh chị ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng.